vàng đều. Ui giời ơi. Qua. Ui, đẹp chưa? Quay rực rỡ quá. Rực rỡ chưa? Rồi. Ui, làm được cái ghê này. Đấy, mấy cu này học quay nhá, cu nhá. Đấy, học quay. Mấy thằng này có cố là không chịu đi. Lần đầu các bác được xem món lòng nướng cả phên như thế này này. Đấy, đoạn này không biết bao nhiêu mét nhỉ? Tầm 12 mét. Khói nghi ngút rồi. 15 mét đấy. 15 mét đấy nhỉ? Ê. Ôi giời, cái này lên màu đẹp nhỉ? Đẹp mà. Cái này lên. Đây. Kia nữa các bác ơi. Đấy. Đấy, khói nhìn màu không thấy. Tân Văn Bình Gia toàn làm những cái loại đấy, như thế thôi. Đây Bình Gia nhá. Tân Văn Bình Gia nhá các bác nhá. Vâng, khả năng bắt thử sao con nó tốt. Úi, đẹp chưa? Quay rực rỡ quá. Rực rỡ chưa? Rồi. Ôi, làm được cái này. Cả một cái lòng một dài này á. Ôi dài thế. Nó giống như cái quận Lạc Sườn. Lạc Sườn ấy. Mà nhìn quận tròn này giống hệt cái quận đồng, cái nồi bếp từ nó quận tròn ấy nhỉ. Giống hệt quận dây đồng. Ôi 150 mâm ấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, hôm nay có 150 mâm nhá. Khói nghi ngút này các bác này. Đấy. Đây này, rừng núi này các bác này. Toàn lợn làng ấy. Ờ. Mấy anh em phụ trách đây nhá các bác nhá. Món này. Đấy, mấy cu này học quay nhá, cu nhá. Đấy, học quay. Mấy thằng này có cố là không chịu đi học. Đấy, không chịu làm ít nữa. Các bác ấy là lười, là không ai làm đâu. Đấy, xoay sở đi. Khói lắm các bác. Ê, lên TV rồi. Đi rồi đó. Đấy, đây này. Xin chào các bạn khán giả đây. Chào bạn nha. Đấy. Đứng quay xoay sở thịt đấy. Đứng. Giang Sơn vào cười gái hay nào. Nghe mày đâu. Cái này đường kính của nó rơi vào bao nhiêu nhỉ? Mọi người nhỉ? Cái đường kính của vanh này này, vanh mình khoanh tròn này. Đường kính là 1 mét đấy. 1 mét như vậy. Mỗi cái là 1 mét. Cái này đấy là lấy ra cả con lợn 15 mét đi. Đến đấy, 15 mét đấy. Nướng rất đơn giản nha. Thành phố làm gì biết cái này? Thành phố có lâu mới có. Thôi chứ đừng có nói thành phố không có. Cái này có, từ thành phố về. Người thành phố không có đâu. Không có cách làm này đâu mà. Chỉ có Lạng Sơn mới có. Nói đúng rồi. Món này độc quyền với Lạng Sơn rồi. Độc quyền. Anh em là học hỏi về đây nhá. Chỉ chỗ do học. Muốn học cách làm này về Tân Văn. Đúng rồi. Em nào sinh gái học cũng được. Xong phải cho nhờ nướng củ khoai. Đây. Nướng củ khoai. Nướng củ khoai nhờ. Đấy, cho Sơn nướng củ khoai. Cho anh Duy nướng củ khoai. Phải Duy phải nhờ. Đây coi cho bác xem này. Đấy, đây là mặt này các bạn. Úi, đấy, đấy đấy, sáng đấy đấy, đẹp chưa? Úi giời. Rồi. Hay quá. Quá đẹp. Món này là rất là kỳ công luôn. Đây bây giờ đang xoay sở than nhé các bác nha. Đang chỉnh than. Chỉnh than. Cái than này là rất 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 quan trọng. Quay ai luôn. Đang quay củ khoai lên. Đây là giá. Đây là giá. Nó đi vào kiếm mặt ra. Đấy, rừng núi nha các bác. Rất là ở vùng cao. Khói này, làn khói từ đây xuống nha. Cái này phải xoay sở nhiều lần à? Xoay nhiều ấy, lần đây lần lại cho nó vàng đều. Ui giời ơi. Qua tuyệt ấy, lên màu rồi. Hét lẹt luôn. Hét chưa? Có cho mỡ vào không ạ? Không, cái này không cho mỡ.
Nó tự nhiên à? Cái này tự nhiên mà. Không lấy màu, không có gì hết. Ờ, nó tự nhiên nó khác lên. Cái này là chỉ nướng. Ờ, đấy. Đây xem cái này cũng phải lật không là khói lắm rồi đó. Ui giời ơi. Quá vàng. Quá đẹp cho một cuộc tình. Thơm ngon. Cái này chỉ có Bình Gia mới làm được thôi. Lạng Sơn nhá. Đấy, chỉ có Lạng Sơn mới làm được kiểu như này nhá các bác nhá. Từ sáng đến giờ gà làm gần chục cái rồi. Đấy. Ui, phải thứ gì ạ? Đó, kênh để chú xem. Follow cho chú nha. Follow đây. Một follow, một chia sẻ. Đây, trên này đồi núi rừng. Trên này thì bà con trồng rất nhiều hồi nha các bác nhé. Hồi tuyệt vời. Anh quay gà chưa? Quay rồi ạ. Quay gà kia nhìn nó mới ăn rồi. Vâng. Gà hơi bị đỉnh cao đấy. Ít nữa còn con lần quay 80 cân á. Đang về trên đường. Ông Ma Sơn. À, chú tìm đó. Đâu đã này. Cái này thấy vui gì không? Cái này đang tháo rồi nha các bác, chuẩn bị chặt à. Buộc ở giữa đây nha các bác, để giữ đây này. Mấy cái cấy nó đầy nữa này. Mấy đâu. Dâu sắp về đây rồi. Chuẩn bị đấy. Đây nhầm miếng này cực kỳ ngon này các bác này. Đấy, chuẩn nét chưa? Em đang nhận quà đấy. Đang trao giải. Đang trao giải đấy. Giải. Cái này có núi à? Có gì nữa nhỉ? Rừng núi. Còn các kiểu. Bí quyết riêng. Không thể biết luôn. Mặc khé các kiểu. Đấy, nó lại là hồng nhau. Nào để mắt đến. Giòn không? Giòn bằng, bằng. Đến đủ 6 năm dưới nha. Đến chuẩn lợi. Đến bọc luôn đi. À, bây giờ đó, để sẽ cắt lên một cái. Được. Ngon chưa? Cái này liệu có ăn được không nhỉ? Quá giòn à. Quá giòn. Cái này có ăn được không các bác? Không biết có vào ăn có vào không nhỉ? Quê các bác có cái kiểu thế này không? Có cái món này không? Đây, Tân Văn Lạc Sơn.